Chiều ngày 5 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh đã bàn giao tang vật cùng hồ sơ vụ việc tàng trữ động vật quý hiếm cho Công an huyện Đức Trọng để điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, từ kết quả trinh sát, lúc 10 giờ ngày 5 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang tại cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, nhà gỗ trang trí nội thất Huy Hoàng 2 ở thôn Chi Rông, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, do ông Võ Anh Huy, 32 tuổi, trú tại địa chỉ trên, đang tàng trữ hai con hổ con. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng của huyện Đức Trọng gồm Công an huyện, Viện Kiểm sát, Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra cụ thể. Tại một bể rượu trong khu nhà chính của cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Huy Hoàng 2 đang ngâm một con hổ. Trong tủ lạnh có một con hổ nặng 9 kg đông lạnh. Ông Huy cho biết hai con hổ trên ông mua về để sử dụng và làm quà biếu. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Công an huyện Đức Trọng xử lý.